4, 299 lên rồi. 299, 4, 299. Quay thôi nè. Có chứ. Tư vấn cho mà. Bán hàng không mà. Lấy bao tay coi thử. À, không em coi thử, để lấy bao tay coi thử coi nó có bị sợ thì em đổi nó khác cho. Bồn nó khác cho. Cái tay cơ hở mấy mối này không ạ? Mối nào sửa bóc lại. Mối này à? Sao kia có loại tóc rồi? Cái mối này nó bóp. Đấy, nó có một loại nắm đi. Ây da. Hai quả nó ngon này. Hai quả hả? Hai quả. Rồi, đợi em xíu. Đó giờ anh trai này, tức là tóc dùng là nó cuốn luôn. Được không? Hai trăm mối là hai trăm mối. Đây, cái này sao nè? Ok. Ngon là được đúng không? Ăn nó ngon. Mua đậu được. Tối bữa nay là Dũng gặp má chị rồi. Là 299 thôi. Tư vấn lâu dữ à. Trong cái chỗ nó cài trong sổ. Còn ở trên khay có lấy thử em mà khó dữ rồi. Nãy giờ gặp hai đứa rồi nha. Hả lận? Vui chứ. Em cũng vui theo luôn mà. Cái đó là hai hộp luôn hả? Bộ đủ vậy anh chưa hả? Qua đây nữa. Còn sâu, sâu này cái gì không? Không sâu đâu. Nó dập ra, anh vận chuyển từ dưới quê lên để nó dập ra thôi. Vậy đó chứ. 299 anh. 508. Anh đợi em cái nha, để tụi anh thêm luôn. Rồi, đợi xíu đi em. Rất là rộn ràng. Sao bây giờ không có gì. Rồi, đứa trẻ nó mua nhắn không? Địa chỉ là 592 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, nhà của chú anh chị và các bạn. Anh quay em tí là tổ chất. Mua rẻ là đợi tổ chất. Rồi. Hôm nay tiệm sầu riêng rất ngon nha, cô bác anh chị nha. Đấy, mua nhớ ủng hộ còn là chú anh yêu anh nhỉ. 592 Trường Chinh. Còn mày đâu? Anh chị nào mua là đến 592 Trường Chinh. Trường Chinh. Đó ký lại ngoài đi. Rồi, cái em xuất xuất ra ngoài. 493. Sầu riêng ở đây bao tuổi? Ăn không ngon qua chẳng à? Dạ, đúng rồi. Đây là bao từ muối mà. Bao từ muối. Ở đây chất chất. Bạn anh chị cứ yên tâm. Cho em thử cái chỗ thôi. Chứ không tin nữa, em quay video anh em lên TikTok. Rồi được chứ? Ok chứ? Muốn người ta vậy rồi. Quay mặt đời em quay nắng nơi nào? Vui nhiều. Dạ, mọi người đến. Con hàng mình bao ngon, bao ngọt rồi. Đang bao nhiêu dân chúng đó đang xem đó, tự nhiên anh quay cái này. Cưới các mũi dân này để cái quả cưới nè. Hay là 4 4 4 4 à? Đó 4 4 4 9 à? 4 8 9 3 nhẹ hay tái anh em? 4 8 9 được rồi, 4 9 3 thì em đọc cái thôi, còn bên kia 400 được thì bên kia tính cho em không có mày. Hai quả y chang nhau à? Với bà quá trời mối luôn, có hai quả y chang thấy chưa? Nó bóp nhớ tin nghe. Hả? Ai lấy tiền chả? Kia. Nói được. Cái mối này bà chú ấn tiền. Là lấy tiền chả?
Hôm nay nó anh đi mà công an bắt chết. Bốn chín đấy. Bốn trăm chín đấy mày. Có bên chín chục thì bốn tăng. Chạy quẹo nha, chạy thẳng là nguy hiểm lắm á. Có được là công an nghe chú gấp gấp ngã tư ra là. Thì nói công an em mua rồi luôn. Cái gì này nhìn tôi cái tiền. Uống rượu có mùi rượu đây, bán đây bán đây. Có bê đường nó mà không được. Quả này không ngon đâu. Ngon không anh? Đùa đâu anh ạ. Chúng mày cứ bóc tem mũi cho anh được. Nhậu chính mà tem trường liên là biết rồi. Có cái à, không ngon nó lại chịu mua được phải chịu đúng không? Ờ. Mình đàn ông mà thoải mái. Đã chứ gì nè. Cái gì thì gói hai bịch lên cho anh nhé. Hai gói của hai bịch, cũng vào bịch. Ok. Đây sẽ quả nào ngon nhất bảo anh nhé. Quả nào xấu nhất thì để bạn anh, quả nào ngon nhất hỏi. Nhưng mà chẳng ai quả nó như trang nhau thôi. Để trang nhau đây. Đó vậy. Mình lấy quả xấu mình đừng có đưa tiền. Để cho bạn lấy quả ngon mà. Không, anh em đưa tiền. Anh em đưa tiền. Quan trọng tiền. Con này quả này đây bạn đưa tiền. Con này nó cũng phải giá nó cũng rẻ hơn. Vậy hả? Vậy. Vậy nhưng mà cái này nó lấy bắp. Anh lựa chắc chị. Rồi, em đã. Bạn nữa đi bạn. Ok, bạn nữa thì tôi không được đâu. Ok. Rồi, chào anh. Rồi, anh nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, chào anh. Ủa, tới này có khui không hiểu? Có, khui vô này. 183. Ông Dũng đang ở đây gặp Trung Thông Thay em rồi. Chà dây, ghê là chứ. Nhảy quá nhảy. Đúng không? Dạ. Cái kia đâu? Dạ, cái bao, cái bịch. Mua bánh cục kìa. Nè chú. Bịch bự bự lên cho chú, mua cho nhiều. Bịch bự bự. Đây Hiếu, đưa đây Hiếu. Dạ giống nhau. Cái bên đỏ đỏ hơn là chín thôi chú. Đỏ đậm hơn là nó chín ăn liền được chú. Cái bên kia chú có thể từ từ được. Rất là đậm. Đậu nhiệt lắm. Vừa sầu riêng vừa bánh cục. hai ông kia nó dấp mà đặt làm sao. Anh đây ngó kia chứ cái bằng cái này là túm đầu liền chứ. Tiền người khác rồi. Rồi vô mua đi. Cho em vô mua sầu riêng. Hiếu lựa trái 5kg. Ù trái này đẹp quá. Đi đường ở đây là vậy nữa không? Đúng rồi, mấy ông mới ông ra rồi đó. Đẹp lắm. Nhiều lúc muốn chụp cái tấm hình thumbnail nó đẹp á là chủ khui này mới chụp được thôi. Mua 3kg nữa. Về nhiều lắm. Mấy cục tới mùa trái cây luôn mà, tới mùng 5 tháng 5 luôn á. Nên là cô chú anh chị và các bạn mình ghé mình thưởng thức. Nãy hai khách nữ, một khách nữ ở Long An. Khách đầu là ở Bình Định á. Khách khác nhau 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 nhau
anh thở cái câu giống cười là sao anh thở câu này hơi khó vấn đề nhưng dài ngày cả đó cho ai dạ 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 anh đợi em cái nha rồi hai này 454 454 316 316 của ai đây của anh đúng không rồi lên cho anh đó luôn đi căng nè đi đây tắp ra coi thử để em coi thử nha 316 anh 316 tắp đó không anh tắp da sẵn giúp về tắp cho thử ngon bấm 70 luôn tính của anh luôn hả bấm 70 luôn nha 184.000 184.000 chứ 184 này 184 từ từ để em cái này của ai có bệnh của anh này đâu 184 mấy cuộc là 184 190 nó bỏ em trái luôn ngon quá không bao anh bao anh à đây đó là mang về cấm 316 anh đây 316 rồi 34 16 gửi anh à, cảm ơn 186. Nha 191 căn 89 89 với 250 440 đúng không này 250 á 450 anh Hà anh quay video thứ ba đó nha nhúng quá trời nè ơi tính chìm mà tao lỡ đứng luôn mấy Dũng hả ồ má không có view đâu
Thử không chị ơi? Sầu riêng rất là nhiều. Thì thôi em cũng xin kết thúc video ở đây nha quý cô chú anh chị và các bạn. À, gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Mùa sầu riêng đến thì em quay nhiều sầu riêng cho cô chú anh chị và các bạn xem. Dạ. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye.